Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã có ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi chúng ta. Trong tháng năm thì những gia chủ tuổi Canh Dần do được quý nhân tương trợ cho nên những gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong tháng năm. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác cho nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang tháng 5 chính là thời điểm bùng phát của tất cả quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ tạo nên những bước đột phá mới trong tháng 5 âm lịch này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi vận trình của mình trong tháng 5 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần, sinh năm 1950 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương có được cuộc sống yên lành, hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song cũng không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng được. Người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian cho người thân. Xem tử vi tháng này của gia chủ Canh Dần, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự, có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không mong muốn với con cái trong nhà. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Canh Dần ở độ tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này. Đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được sau khi thực hiện dự án bất động sản trúng số hoặc được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính, có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi này, gia chủ tiền bạc hay của cải không còn quan trọng nữa, nên việc chi tiêu cũng không còn quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả rất nhiều, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và cho những vui thú tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Trong tháng này, cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết, ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến cho bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được công năng tối đa tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng, mệt mỏi. Một phần nguyên nhân cũng chính bởi vì tính cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi hữu ích và thích hợp với thời hiện đại hơn là bạn nghĩ. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1950 Canh Dần trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn và thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!